Phù Thủy, hôm nay bà đừng hòng chạy trốn. Người nghĩ ta mà phải chạy trốn sao? Đừng nói nhiều nữa, một anh đi. Được, hãy xem đây. Anh cứ chân đến, anh cứ đánh nhau làm gì vậy? Có chuyện gì vậy? Mau đi giúp chủ nhân. Chủ nhân đang ngáo chạy. Hả? Ở đâu? Đi theo tao. Chủ nhân. Đây rồi. À, bọn nó ba anh một. Này. Không nhầm, con này là con khủng long đấy. Ừ, anh không phải đoán đâu, nó là con khủng long mà. Nhưng chẳng nghĩa mình trở về thời tiền sử à? Ừ. Chủ nhân, chúng ta đang ở đâu vậy? Tôi hỏi ta biết ở ai. Mau đi tìm xem đồ na cha đang ở đâu. Vâng, vâng. Có gì mà chúng mày phải sợ? Nhưng mà bọn em sợ lắm ạ. Chủ nhân tiêu tiền hết chúng nó đi. Cái này ta chịu. Đi thôi. Đi đâu chủ nhân? Chạy. Sao mình phải chạy? Mày có phép thuật mà. Đánh nó. Đánh. Mấy con tắc kè thời chiến sự mình sợi nó. Chiên. Buồn. Chúng ăn thịt rồi đây. Chúng ta đi rồi. Đi rồi. Anh ạ. Chạy đi.
giờ thì phải kiểu gì nữa? Em không muốn ở đây mãi đâu, em muốn về nhà cơ. Ý tưởng nghĩ cách. Cái gì nhỉ? À, lỗ hổng không gian. Chỉ cần chúng ta mở được lỗ hổng không gian là chúng ta sẽ về được. Nhưng mà bằng cách nào bây giờ anh? Mình không mở được ấy, thì xé rách nó ra. Mày, dung trưởng. Được. Hết sức đi. Mạnh nữa lên. Nó được rồi. Đây, có cái lỗ nhỏ đúng không? Mày chưa chết à? Còn lâu tao mới chết. Mà các ngươi chưa bị khủng long ăn thịt à? Mụ tôi chết, bọn ta làm sao chết được? Đúng rồi. À, em nhớ ra rồi. Nhớ gì? Khi nãy, lúc em và bà ta giao chiến đã vô tình tạo ra lỗ hổng thời gian, khiến cho chúng ta bị hút sang thế giới này. Bây giờ, muốn về nhà, chỉ có thể kết hợp sức mạnh của em và bộ ta. Để tao nghĩ cách. Phú Thủy, bà muốn về nhà không? Các người đừng hòng lừa ta. Đúng, chủ nhân, đừng để nó lừa chủ nhân. Ta lừa mụ làm gì chứ? Nếu mà mụ muốn về nhà thì hãy kết hợp sức mạnh cùng ta để tạo ra lỗ hổng không gian, rồi chúng ta cùng trở về nhà. Đừng tin nó chủ nhân. Đúng rồi chủ nhân. Không thể tin nó được. Không có nhiều thời gian đâu, mà đừng chần chừ. Lũ quái vật sắp kéo đến đây rồi. Được rồi, lần này ta sẽ giết ngươi. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Bà chỉ cần làm theo tôi thôi. Tao đào trộm thư viện của sư phụ đấy. Ôi chú, ôi anh chú rồi. Anh chú ơi, anh chú rồi. Anh chú ơi. Đâu đâu ơi, bây giờ phải làm thế nào? À, lúc nãy anh chú muốn nhắc đến sư phụ, hay là có hỏi sư phụ xem? Đúng rồi, để tớ đi hỏi sư phụ. Chúng ta đi thôi. Ơ khoan đã, thế còn đồ thì ai trông? Hay là cậu ở lại đây trong đồ đi, để tớ đi, xong rồi tớ về. Cậu đi cẩn thận nhá. Người. Người, người là ai? Sao lại bắt ta? Ta ra ta. Tao là con chuột tinh, ngàn năm dưới gốc cây hoa. Chuột tinh á? Cây hoa? Không lẽ? Đúng vậy, mày cũng thông minh hơn cái khuôn mặt của mày đấy. Chính vì nhờ mày, tao đã thoát ra khỏi được cây hoa. Tao cứu mày, mà mày đối xử ân nhân như thế à? Để trả ơn mày, tao sẽ lấy thịt mày để làm bữa ăn đầu tiên của tao. Này, ngươi đừng có mà manh động. Ngươi biết em gái ta là ai không? Ngươi có em gái cơ à? Thế thì để tao bắt cả em gái ngươi nhá. Về cho ngươi đỡ cô đơn nhá. Đúng rồi, mày bắt cả nó đi. Chuyện nó ngon lắm. Được, ta đi. Nhưng mà không được. Làm sao đây? Ta mà đi ấy, ngươi chạy mất thì sao? Ta làm sao chạy được, đi chó như này cơ mà. Ta phải thịt ngươi trước, xong mới bắt em gái ngươi. Sao chuột thì khôn thế nhở? Ngươi là bọn gì đấy? Nào, mày không bắt em gái ta đi á, nó chạy nhanh lắm đấy. Chứ còn ta bị chó này, làm sao mà chạy được. Nhanh đi. Ý của ngươi cũng hay đấy. Thế thì ta đi thôi. Tới kia, con thả cho ta ra. Hà Tiêu, mau cứu anh. Anh Trung, anh cứ yên tâm, em sẽ cứu anh ra khỏi đây. Em sẽ cứu anh ra khỏi đây. Em tưởng tao quá nhỉ. Thế mày đã không biết gì rồi, em gái ta mạnh lắm. Phải thế chứ, anh biết em là ai mà. Em là Lý là cha Hà Tiêu ấy. Sợ quá cơ. Kệ ngươi, ngươi không sợ cũng phải sợ. Đúng rồi Hà Tiêu, chịu nó đi. Chạy nó đi. Anh Trung, mau tránh đi.
quản mà nó thế rồi. Sao lại dừng ở đây được nhỉ? Thật chứ, cẩn thận. Người này chạy đi đâu? Chúng mình đi đâu đây? Cướp được nhà mới à? Hạt Tiêu đi lâu thế, không biết đã tìm ra anh Trung chưa? Người chạy đi đâu? Là cha, không ngờ người lại mạnh như vậy. Bây giờ người biết được điều này thì đã quá muộn rồi. Ta chưa dùng đến tuyệt chiêu đâu, người đừng có đắc ý. Người còn mạnh khỏe gì thì lôi ra hết đi, ta tiếp người một thế. Dành con công cuồng, hãy xem ta đây. Dành con, người đâu rồi? Tay đâu với ta? Người dám đánh ta? Ngươi đâu? Được, ta tha cho ngươi, nhưng ngươi phải hứa từ nay về sau không được hại ngươi nữa. Được, ta hứa, ta hứa. Ta tha cho ngươi. Đã. Anh Trung. Ơi con này, mày mua tôi quái cả con mà mai hôm sau, đồ tiền. Sao Tiêu lâu về thế nhở? Không biết có xảy ra chuyện gì không? Cứ trói cho tao. Được chưa? Về đi. Thế nào rồi? Có đi quả đi đâu? Em thả nó đi rồi. Sao mày thả nó? Nó đòi ăn thịt tao đấy. Nó đòi chứ nó đã ăn rồi mà anh cứ làm quá lên thế. Thôi đi, nó đợi đang chờ kìa. Anh Trung, Hà Tiêu, hai người về rồi à? Ừ, tớ về rồi đây. Gì? Anh Trung, anh có sao không? Tao có sao đâu. May cho anh ấy, lần sau chừa nhá. Thấy cái gì ở ngoài đường là tái máy. Tao biết làm sao được. Tao biết nó là cái yêu quái, còn lâu rồi tao mới động vào. Hóa ra cái đóa hoa đấy là yêu quái biến thành à anh? Ờ. Thôi, thu xếp đồ còn lên đường. Anh phải mất nhiều thời gian của mọi người lắm rồi đấy. Đi. Vì anh trai người có mỗi một đào không cho xin là ghét các bạn đấy. Thế thì ngươi lại không biết ta là ai rồi. Mau thả anh cha ta ra trước khi quá muộn. Hà Tiêu, mau đi đi. Để điều quái này mạnh lắm, em phải đối thủ nó đâu. Đúng rồi, ta mạnh lắm. Người mà biến đi chẳng được vào trong. Anh Trung, em không thể bỏ anh được. Ta đã nói rồi, nếu không thả anh cha của ta ra thì đừng có trách. Người một chút tài cán đấy nhỉ. Làm gì đấy? Anh Trung, em vừa gặp ác mộng. Ác mộng gì? Có phải mày mơ anh mày bị làm sao đúng không? Em vừa mơ anh bị một thế lực nào đó bắt đi mất. Có lẽ đây là một điểm báo. Từ nay anh đi ra đường phải thật cẩn thận đấy. Mày không phải lo,
lúc anh mày chưa có phép thuật ấy, anh mày cũng chả sợ ai. Bây giờ anh mày có rồi thì làm gì có ai dám động anh. Này nhá, anh mày đang muốn nhá, nó động anh này. Anh đừng tự cao quá, núi cao dù cũng sẽ có núi cao hơn thôi. Nhưng linh tính của em chưa bao giờ là sai cả, anh phải cẩn thận đấy. Thôi, này chúng những cái bậc non nói chuyện với mày ấy, thứ anh mới đi qua vườn đào. Anh Trung! Cái gì? Anh đi trong vườn đào, nếu mà có gặp ai ấy, thì đừng chọc tức người ta. Sao mày nói nhiều thế nhỉ? Một giấc mơ ấy, không phải là hiện thực. Mai mai là chủ nhật mà. Ngủ tiếp. Uầy, vườn đào sắp chín rồi ạ. À, con lợn này, nhìn cái chỗ đào của anh này. Dạ, anh cho mày con lợn hỏng luôn. Anh Trung ơi, anh đâu em biến thành mũi lợn như này. Trùng hợp thế. Này, ai vượt mày vào đây làm gì? Anh mới biến mày thành con lợn chứ. Em vào đây bắt sâu mà. Anh đừng biến em lại bình thường đi, em không để như này người ta vừa em chết. Này, mày đừng có mà nương nẹo nhá. Ở trong cái vườn đào tiên này không bao giờ có sâu. Nếu mà có sâu cũng chỉ là mày biến thành sâu đục quét hết đào của anh. Đào nào là đào của anh, đào của sư phụ cơ mà. Mày không biến được thôi, em tự biến vậy. Em không thể chơi với anh nữa, em phải chơi với hạt tiêu. Này, mày đừng tưởng ăn đào của anh mà dễ nhé. Không có đâu. Ơ, hạt tiêu ngủ à? Xin thưa với khán giả, hạt tiêu đang ngủ. Sau đây là chương trình ca nhạc của diễn viên kiêm ca sĩ Hồng Hải Nhi. Xin phép được bắt đầu. Con lại ngay là tay lên tay lên tay rồi ơi. Hạt tiêu ơi dậy đi. Cái gì vậy Hồng Hải Nhi? Sao con lại dậy? Cậu ngủ tiếp đi, tớ đang vô cầu ngủ mà. Nani? Dù tớ ngủ mà có hét lên như thế làm sao mà tớ ngủ được. Nhưng mà cậu sang đây làm gì ấy? Tớ đang lang thang ở trên vườn đào, anh Trung nhờ cậu đuổi tớ xuống đây đấy. Cậu vừa ở vườn đào về à? Ngồi xuống đây tớ hỏi tí. Cậu định hỏi gì đấy? Này, cậu ở trên đấy có thấy ai mà lạ lạ mặt làm ở trên vườn đào không? Có, ngoài tớ với anh Trung ra còn có một người bịt kín hết mặt, mặc toàn đồ đen. Nhưng tớ không biết là ai. Bịt kín hết mặt, mặc toàn đồ đen. Mà Nhi, cậu cùng với tớ lên trên vườn đào đi. Tớ chẳng lên đâu. Anh Trung vừa đuổi tớ xuống đây, xong rồi còn biến tớ thành con lợn đi. Tớ không lên được, cậu đừng đuổi tớ. Không được, chuyện nó quan trọng lắm, cậu phải đi với tớ. Không ai Nhi, anh Trung nhờ tớ không? Tớ biết làm sao được, cậu hỏi tớ biết hỏi ai. Linh cảm của tớ quả là không sai. Chắc chắn, anh Trung nhờ tớ đã gặp nguy hiểm rồi. Cậu nói thế nào ấy chứ, anh Trung nhờ cậu chưa bắt nạt người khác thì thôi, làm gì có ai bắt nạt được ngay nhỉ? Nhưng mà chuyện này khác, tớ có linh cảm chẳng lành. Hay là cậu đi tìm với chúng tớ đi. Tớ không đi ạ, đi. Vậy là chiều này. Vậy là chiều này. Vậy thì cùng ra. Người thua rồi. Ra đây. Chơi tiếp. Được, vậy thì chơi tiếp. Tiếp tục. Bình thường thôi. Thằng Tiêu ơi, bây giờ biết tìm anh Trung nhà cậu ở đâu. Yeah!
thế. Nhà có khách sao này, gốc cửa mạnh thế này. Ngồi im nhá, để ta ra xem nào. Nhanh đi, không phải được. Đợi đấy, ta không ngủ. Không được, để tôi thả người xem sao. Ai đây? Tôi có cửa mạnh thôi. Đi đâu quái kia, bố thả cho tôi ạ. Anh trai nào, ta có bắt ai đâu mà thả. Ngươi còn chối à? Rõ ràng là nghe thấy tiếng anh trai của ta trong đó. Bố thả cho tôi ạ. Bố thả ạ. Buồn cười nhỉ, bắt đâu mà thả. Ngươi cũng ngoan cố à, vậy thì đừng trách ta không nương tay. Đến nhà ta không có cửa thực tế, đánh ta. Không phải nhìn, có giúp đỡ. Nghe lửa ta. Không được, hắn mạnh quá, chúng ta phải đi thôi. Anh chụp mình có ra trong đấy, ta phải cứu anh chụp. Không được, đi thôi. Chạy em, một nghìn năm người ta, cố chạy ra trời. Đến nó tìm anh trai, nó bảo ta bắt cóc anh trai của nó. Bác, ta có bắt cóc ai bao giờ đâu. Đi tìm anh trai đến đây làm gì? Hai con lợn đỏ đi tìm anh trai. Ô này, nó có nói với ngươi, nó tên là gì không? Ôi ơi, có kịp hỏi tên đâu. Thấy hai đứa nó ngáo ngáo ngơ ngơ, đánh cho tết tè lẻ ngoài kia rồi. Mà chỉ nhớ là một đứa gầy, một đứa béo, lại còn cái đòi cái kiểu cóp ở lây giống là cha đấy cơ. Tôi xong rồi, người này đánh em gái ta rồi. Rồi ta biết đâu nó phá cửa động nên ta đánh thôi. Nhưng đánh nó à, thế chú đang ở đâu? Chú nó ở phòng phía tây. Hey, sao không giải hiện cho ta? Ta không chỉ cách phá băng đâu. À Thiêu, đi đi. Trời, anh Trung. Hai đứa làm cái gì mà ra đông lũ này? Sao lại đến cổng người ta phá cổng vậy? Chứ không phải là anh bị bắt cóc xong bị người ta hành hạ lúc đấy à? Đúng rồi. Ai hành hạ được anh mày? Ngoài sư phụ. Thế chuyện là như nào? Như nào á? Chuyện là... Ô, đợi mãi không ai trộm nhỉ? Tưa tôi vui một tí. Này. Má ơi ông! Không phải là... À, trộm đây rồi. Trộm này. Ê, trộm nào? Tớ có phải ăn trộm đâu. Không phải ăn trộm, sao bị bắt làm gì? Ê, tớ là tộc người không mặt, đang trồng cái vườn thảo dược ở dưới kia kìa. Coi thảo dược, coi vườn đào. Thế ra là đồng nghiệp à? À, thế bắt tay là anh đồng nghiệp. À, đồng nghiệp mới không? Về nhà tớ chơi, có nhiều cái hay lắm. Chơi á, nhưng mà còn vườn đào. Không sao, bỏ đấy không ăn trộm đâu. Đi. Đấy, có chuyện là như vậy. Làm em với Hà Tiêu đi tìm, xong còn bị người ta đánh trọng thương này nè. Vâng. Thôi, bị thương rồi, đi về trước cho. À. Anh đuổi ra em, anh đuổi ra em. Em nói nhá, lần này là anh thứ mất tích nhất. Này, trả ngay xếp cho anh. Rồi hay sao ấy? Tí ra mệt. Anh phải bắt được mày à? Mày đừng có trách.
quá, cắt đuôi được rồi. Đồng hồ của ai nhỉ? Nhìn xinh ấy. Còn mới nè. Giật mình. Chị ơi, chị đem em về nhà đi. Cái đồng hồ để biết nói. Em biết nói như thế này, sao người ta lại vứt em đi? Tại vì em tu ngược được thời gian nên họ không cần em nữa. Cái gì? Tu ngược được thời gian á? Tu ngược thời gian? Anh Trung, em sẽ thử với anh. Tại vì em xinh đẹp, dễ thương nên mà chị mới đưa em về nhà đấy, chứ không phải là vì em biết tu ngược được thời gian đâu nhá. Thôi đi về. Đã bỏ qua hộ vườn đào để anh trốn đi chơi, thế mà dám nói cho sư phụ biết. Anh bắt được rồi, mày tiêu. Đang ngồi kia. Chắc là đang âm mưu nghĩ kế để bắt mình đấy mà. Em đồng hồ ơi, giúp chị tu ngược thời gian nhá. Không biết đã được chưa nhỉ? Nhỡ may mà chưa được nhé, anh túng lùng phát là toang luôn. Thôi cứ đánh liều vậy. Đi. Sao mình lại ngồi đây? Hả? Mày cảm giác mệt thế nhỉ? Quay lại. Ngắt tiêu. Làm cái gì mà thập thò như đứa ăn cắp vậy? Ra đây xem nào. Lại nó không nói gì. Em ra đây. Em này, Hà Tiêu, không biết vì sao anh lại ở đây không? Không, em biết làm sao được. Em còn chả biết vì sao em ở đây cơ mà. Quay lại nhỉ. Mà này, hôm nay tự dưng kiểu gì mà anh như kiểu là anh cảm giác là anh chạy mấy vòng ấy. Mệt lắm. Này, cái đồng hồ đâu ra đấy? Cô đứa bạn em trên lớp nó sinh nhật nên là em mua tặng nó. Sinh nhật? Thôi đi, nhớ về sớm đấy. Vâng. Mà thôi anh đi đây. Mình đi đâu? Chẳng biết. Lên vì nhà. Này, ngươi đi đâu? Ôi, công nhận là tu được nhiều thời gian thật. Bảo sao mọi người vứt em đi cũng đúng rồi. Nhưng mà chị thích. Không ngờ nó lại vui như thế. Hơi xấu xấu tí, nhưng mà không làm hại ai là được. Trời ơi, xin mãi anh công mới cho tiền mua gói bên đi. Phải giữ mới được, không thể ăn được. Hà Tiêu, con đi đâu đấy? À, Linh Nhi à? Linh Nhi, Hà Tiêu. Ừ, tớ có bim bim, nhưng mà tớ không cho cậu ăn đâu. Cậu không cho tớ ăn, thế cậu gọi tớ chạy từ kia lại đây làm cái gì? Thì tớ khoe với cậu là tớ có bim bim mà. Nhà ơi, cậu keo kiệt thế. Có bim bim mình chia sẻ cho bạn bè ăn đi. Cậu nó không cho đâu. Đi mà. Không. Hà Tiêu, bim bim tớ để dành đây, sao cậu bóc của tớ? Tớ có cố ý đâu. Nó giật một cái là nó rách luôn à. Tớ không biết đâu, không để cho tớ gói bim bim khác đi. Tớ để dành tiền mà anh công mới cho mua đấy. Thì tớ biết rồi, đợi tớ tí. Hà Tiêu, cậu đừng có mà bỏ đi đấy. Cậu đừng tưởng là cậu đi tớ không nhìn thấy cậu đâu. Tớ luôn nhìn cậu đấy nhá. Tớ biết rồi. Xong rồi. Bye bye. Sao mình cứ có cảm giác có phim bim của mình nó bị tách rồi cơ mà. Tách à? Hay là mình nó nhầm? Bao nhiêu lần đi vật xoài đều bị người ta đuổi chạy mất cả dép. Phải nghĩ chỗ giấu dép mới được. Lúc chạy cũng đỡ mất. Mày thế,
tiền đâu mà để của baby gì gì. Cảm ơn em nhá. Câu à? Anh Công dấu dép làm gì nhỉ? Để xem. Ủa ơi. À, anh Công lại vào trộm xoài à? Anh cần dấu dép nữa chứ. Bố lạng nữa rồi. Trộm. Trộm kia. Cháu không biết đâu nhá. Bỏ lại đôi dép rồi. Tiếng ai quen quen nhỉ? Hà Tiêu. Đúng rồi. Hà Tiêu thì dám trêu anh. Anh Công quan cái gì? Sao? Lại còn muốn biện minh cho cái tội lỗi của mình à? Anh cứ bình tĩnh đấy chứ. Anh đi ăn trộm xoài là sai rồi. Em hô như thế nên là sao anh rút kinh nghiệm. Quan lâu. Anh Công ơi. Dép của anh. Dép của anh đúng không? Ai ốt đi mà. Hà Tiêu, đứng lại. Đứng lại. Ê, Hà Tiêu ơi, chạy nữa đi. Đây là cái tội dám trêu anh ấy. Vui nhỉ. Anh còn nguyện vọng cuối cùng của mình đáp ứng em. Còn nguyện vọng gì nữa? Anh bỏ cái tay ra đã. Em có nguyện vọng cuối cùng là lấy cái đồng hồ kia. Ừ, ra lấy đi. Nhưng mà đừng tưởng mưu hèn kế bẩn mà chạy được anh nhá. Em thật thà lắm, là lấy mỗi cái đồng hồ xong quay lại. Anh Công ơi, bây giờ em đố anh bắt được em. Hà Tiêu lại liều thế. Này. Đúng rồi, thu ngược thời gian. Hà Tiêu đi đâu vậy? Em đi chơi. Thôi em đi đây. Lạ nhỉ, sao mình gặp Hà Tiêu đây? Mà mình đang đi đâu? À, đang đi vào xóa. Đi đã không muộn. Đi đâu đấy? Đi đâu mà vội vàng thế? Mà cái đồng hồ này không mang tặng đi à? Đấy em mới chơi, giờ mới đi tặng. Này, nghi lắm nha, cái đồng hồ có gì đúng không? Ui, xem nào. Không được, đồng hồ con gái, không xem được. Không được, không được. Này. Lật mình à? Đồng hồ của em. Đồ của mày, đồ của ai? Ai thấy của mày? Anh chủ, chị tuôn ngược thời gian chứ. Em đồng hồ ấy, tuôn ngược thời gian cho chị. Cái gì? Ai ủ? Mày máu nhờ. Tuôn ngược thời gian. 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 Tuôn ngược thời gian.